Thì những cái điều quan trọng nhất khi mà đánh giá ngân hàng này thì cái quy mô là yếu tố rất là quan trọng. Trước hết chúng ta phải nhìn tổng tài sản, đúng không? Tổng huy động này, tổng cho vay, số lượng chi nhánh, số lượng khách hàng như nào. Nhưng mà gần đây thì có thêm một cái nữa là khi mà các ngân hàng nào mà phát triển mạnh về công nghệ thì có thể là cái yếu tố như chi nhánh hay là này kia vân, có thể nó sẽ đỡ bớt một chút, cái tầm quan trọng nó sẽ đỡ hơn. Ngoài ra cái yếu tố quan trọng khi mà nhìn vào ngân hàng đó là cái chất lượng tài sản, trong đó có cái chỉ số an toàn vốn như là số K này, đồng bảy tài chính như này này, đúng không ạ? Rồi ngoài ra là chúng ta cần xem rất là quan trọng vào chất lượng tài sản, cụ thể là những cái chỉ tiêu cần nhìn, ví dụ như là xem được tỷ lệ nhóm 2 nó như nào, tỷ lệ nợ xấu, tức là tỷ lệ từ nhóm 3 đến nhóm 4 và nhóm 5, nhắc lại là cái tỷ lệ nhóm nợ là được chia là từ 1 đến 5, đúng không? Thì trong đó là chỉ có dư nợ của nhóm 1 thì mới được là ghi lãi dự thu thôi, còn lại tất cả kia thì đều sẽ không được ghi mà sẽ theo dõi riêng, đúng không ạ? Rồi ngoài ra cũng xem tỷ lệ trái phiếu VNC có còn không, đúng không ạ? Tỷ lệ bao phủ nợ xấu, tức là dự phòng rủi ro cho vay khách hàng trên nợ xấu ở mức như thế nào. Ngoài ra còn phải nhìn thêm tức là tỷ lệ lãi và phí phải thu trên tổng doanh thu. Ừ. Đúng không ạ? Lãi và phí phải thu chúng ta sẽ xem các cái chỉ tiêu này ha. Ngoài ra còn nhìn thêm chỉ số thanh khoản nữa nè, đúng không ạ? Như là chỉ số LDR, đúng không? Thì mình nhìn qua tổng cho các anh chị nhìn xem một chút. Ngoài ra thì cũng đánh giá thêm khả năng sinh lời, ví dụ như là NIM hay là ROAOE. Ngoài ra xem thử là cái hiệu quả trong quản lý như là chi phí và CIA như nào, đúng không? Để mình điểm nhanh để các anh chị có thể lưu ý thêm. Ngoài ra thì phân tích cái động lực tăng trưởng thì chúng ta nhìn vào tăng trưởng tín dụng cho vay khách hàng này, tăng trưởng tổng tài sản này, tăng trưởng huy động, tăng trưởng thu nhập lãi thuần, tăng trưởng dịch vụ và tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Ngoài ra thì có một cái yếu tố nữa chúng ta phải nhìn, vì chúng ta phân tích là để đầu tư cổ phiếu mà, đúng không? Thì coi thử là cái định giá như B hay là B trên B, và đặc biệt là cái chỉ số định giá này chỉ có ý nghĩa khi mà chất lượng tài sản tốt thôi. Đó là mình nhắc lại một chút để cho các anh chị lưu ý thêm. Ngoài ra thì còn có các chỉ số định tính như là thương hiệu này, quản trị ngân hàng, hệ thống mạng lưới, chất lượng tập khách hàng, ứng dụng công nghệ, vân vân. Hiện tại thì NIM vẫn đang cho thấy là đang có cái xu hướng giảm từ đầu năm cho đến bây giờ, và vẫn có thể là sẽ vẫn duy trì cái xu hướng giảm này cho đến cuối năm. Tuy nhiên thì theo như bên em nhận định thì cái xu hướng giảm này nó sẽ chỉ ở trong ngắn hạn, và có thể là nó sang đến năm sau thì có thể là cái xu hướng này là NIM sẽ có xu hướng tăng trở lại. Về cái nguyên nhân lý do thì đến từ những cái chính sách ủng hộ cho việc phát triển của đến từ nhà nước. Ví dụ như là từ đầu năm đến giờ thì chính phủ thì cũng đã hạ cái lãi suất về tái chiết khấu và cái lãi suất tái cấp vốn khoảng là từ 0,5 cho đến 1%, cùng với là việc là giảm cái mức trần về cái lãi suất tiền gửi trong ngắn hạn trong khoảng từ 0,3 cho đến 0,5%. Thì những cái ngoài ra thì chính phủ cũng gần đây mới đưa ra về cái việc là giãn cái lộ trình tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Thì những cái chính sách đấy thì cũng đã góp phần làm giảm cái tác động lên cái chi phí vốn và thanh khoản, chi phí vốn này, chi phí dự phòng và thanh khoản ngân hàng. Thì những cái yếu tố này thì bên em kỳ vọng là có thể sẽ in effect được vào trong cái khoảng thời gian trong khoảng bắt đầu từ khoảng năm sau, dẫn đến là làm giảm cái chi phí vốn của ngân hàng và là tăng NIM. Thì với những cái yếu tố như thế thì bên em tin rằng là với những ngân hàng nào nếu mà trong dài hạn thì những ngân hàng nào mà có cái lợi thế mạnh về cái chi phí vốn thì có thể sẽ càng được hưởng lợi hơn nữa. Ví dụ là những cái ngân hàng mà có cái tỷ lệ CASA cao, MB thì có thể là trong dài hạn thì và chất lượng cộng với cả chất lượng tài sản tốt, thì trong dài hạn thì có thể là những ngân hàng sẽ được hưởng có thể là sẽ bật mạnh hơn so với các ngân hàng khác. Ngoài ra thì nếu như mà đấy là về trong dài hạn, còn trong ngắn hạn thì bên em kỳ vọng là những cái ngân hàng nào mà có cái xu hướng có thể là sẽ thiên những ngân hàng trong có thể là thiên về bán lẻ và những cái tỷ lệ thanh khoản cao, ví dụ như là LDR, cái tỷ lệ LDR thì những ngân hàng đấy thì cũng có nhiều room để có thể phát triển, để có thể tăng trưởng NIM trong năm tới, hay là cũng được như là được được bệ, hay là cũng như còn cái room cho tăng trưởng tín dụng cao. Thì
cũng sẽ, những cái ngân hàng như vậy thì cũng sẽ ít chịu tác động của suy giảm của việc là suy giảm NIM hơn, dẫn đến là đây cũng sẽ là một cái cơ hội đầu tư có thể là trong ngắn hạn, thì mọi người có thể là ví dụ thì các nhà đầu tư có thể xem xét những cái cổ phiếu ví dụ như là VIB, thì đây là một cái, thì cũng là một cái cơ hội để cho mọi nhà đầu tư có thể xem xét. Nhìn xu hướng ngắn hạn chẳng hạn thì những cái ngân hàng mà có quản trị rủi ro chặt ấy, thận trọng ấy, thì trong cái thời điểm này và năm sau thì sẽ có được lợi hơn. Thế do cái thời điểm này là thời điểm rất khó khăn, thì những ông nào mà quản trị rủi ro tốt thì cái nợ xấu thì họ sẽ giảm thiểu được tốt nhất. Tương tự, tuy nhiên về trong dài hạn thì em đánh giá nhiều hơn về những cái ngân hàng mà có những cái ứng dụng công nghệ mạnh và đi tiên phong trong các cái sản phẩm mới để nâng cao được cái thu nhập trong cái lãi dịch vụ. Thì đấy là trong dài hạn thì chúng ta sẽ nhìn những cái ngân hàng ấy nhiều hơn. Còn trong ngắn hạn thì có thể tập trung vào những cái ngân hàng mà quản trị rủi ro tốt, nợ xấu thấp. Anh Tuấn có bình luận gì thêm? Có một câu chuyện này khá là thú vị này. Ví dụ cái đợt mà năm 2010-2011 ấy, khi mà một loạt ngân hàng đang nằm trong cái vòng quay nợ xấu ấy, thì một ngân hàng tư nhân thì các anh mới họp với nhau, thì lúc đấy chất lượng tài sản ngân hàng ấy khá là tốt. Thế thì mới đề xuất rằng là năm sau tăng trưởng ra lợi nhuận 20%. Thì anh tổng giám đốc hay là anh chủ tịch ấy, anh mới đến anh bảo rằng là các anh đặt kế hoạch này mà anh cũng đặt à? Bây giờ tất cả ngân hàng khác đều đang yếu hết rồi, thì bây giờ lúc chúng ta phải bung mạnh lên thì chúng ta mới thành công được. Một thời gian sau đúng là ngân hàng ấy nó thành ngân hàng tốt thật. Anyway thì ở đây chúng ta không nói ngân hàng đấy ngân hàng gì, nhưng đấy là câu chuyện mà khi chúng ta thận trọng, nhưng mà thận trọng cái giai đoạn trước, thì lúc đấy nó sẽ có cái cơ hội cho tại thời điểm này chúng ta phải mạnh bạo hơn một chút. Thì đấy, trong trường hợp như thế thì về ngắn hạn thì em cho rằng là chúng ta nên ưu tiên các công ty, các ngân hàng ấy mà có cái base khá là tốt, tức là cái chất lượng tài sản cực kỳ tốt. Đó, và thứ hai đương nhiên là nó có khả năng tiềm năng tăng trưởng ở mức đơn giản thôi, tức là tăng trưởng mức độ LDR nó vẫn ở mức thấp chẳng hạn. Thì LDR thấp thì tự nhiên họ chỉ cần tăng LDR lên một chút thôi là họ sẽ tăng được NIM. Thì đấy là một điểm mà trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong dài hạn hơn thì chúng ta cần phải nhìn đến, có hai là đòn bẩy, một là đòn bẩy tài chính, hai là đòn bẩy về công nghệ. Thì cái công ty, cái ngân hàng mà có đòn bẩy tài chính thấp này thì đó tức là K cao, bởi vì K với cả đòn bẩy tài chính nó là hai biến ngược nhau. Thì K cao thì đòn bẩy tài chính thường sẽ thấp, thường nó sẽ thấp. Thế thì nếu như ngân hàng nào có đòn bẩy tài chính thấp này cộng thêm cái đòn bẩy công nghệ của họ ấy, tức là họ phát triển nhiều về hạ tầng ấy, thì tương lai cái sau giai đoạn này ấy, thì họ sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Thì đấy, quan điểm của em là như thế, tức là trong ngắn hạn thì tập trung vào ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và có câu chuyện. Trong dài hạn hơn thì cần phải nhìn ngân hàng nào có đòn bẩy tài chính thấp và cái đòn bẩy công nghệ cao. Ok, cái view cũng khá là sharp đúng không ạ, khá là rõ nét. Tức là như đã nói rồi thì cái ngân hàng bao giờ chất lượng tài sản cũng quan trọng, nhưng mà trong cái bối cảnh mà nó đang có nhiều cái mây mù như này, đúng không ạ, thì mình lại phải càng xem thử là ông nào vốn quản trị rất tốt thì ông sẽ còn room, ông chống chọi tốt hơn, đúng không ạ. Nhìn dài hạn hơn thì như Tuấn đã đưa ra thêm cái yếu tố về đồng bẩy tài chính cũng như là công nghệ thì nó sẽ có điều kiện trong trường hợp như này.